Xin chào các bạn, hôm nay VNUni xin hướng dẫn các bạn cách thiết lập chính sách giá khuyến mại trong phần mềm bán hàng VNUni. Đây là giao diện của phần mềm bán hàng. Để thiết lập chính sách giá khuyến mại đối với hàng hóa, hay chính còn gọi là thiết lập chính sách giá khuyến mại đối với từng sản phẩm, từng mã hàng ở trong phần mềm bán hàng VNUni. Đầu tiên các bạn chọn đến quản lý danh mục, sau đó chọn đến danh mục hàng hóa. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ thông tin của tất cả các sản phẩm trong phần mềm. Để thiết lập một sản phẩm nào thì các bạn cần tìm đến cái sản phẩm cần thiết lập đó, thì các bạn có thể sử dụng tính tắt tìm kiếm là Ctrl F, F hoặc bấm vào chữ tìm để gõ tên hoặc quét mã sản phẩm. Ví dụ mình gõ 001 sau đó Enter, thì ở đây nếu không gõ toàn bộ cái mã hàng đó thì nó sẽ tìm ra những cái sản phẩm mà chứa thông tin cái mã các bạn tìm. Muốn tìm tiếp sản phẩm tiếp theo có thể nhấn F3 đó. Còn trong trường hợp nếu các bạn muốn thiết lập riêng cho một nhóm nào đấy chẳng hạn, thì ở đây các bạn có thể bấm lọc cho nhanh. Tại mục thông tin, các bạn chọn đến nhóm hàng hóa. Ở toán tử so sánh thì các bạn chọn là bằng, sau đó các bạn chọn nhóm. Nhóm mà cần thiết lập, ví dụ ở đây mình chọn là thiết lập nhóm thời trang. Sau đó các bạn bấm chấp nhận. Khi bấm chấp nhận xong, phần mềm sẽ đưa ra cái thông tin mà các bạn vừa lọc. Đó. Giả sử bây giờ mình thiết lập cho sản phẩm đầu tiên là mã 001. Thì mình kích đúp vào đây. Các bạn kích đúp này, sau đó chọn đến mục năm nhỏ. Ở đây các bạn nhìn thấy nhé, tab 1 là thông tin, hiện ra thông tin của sản phẩm. Thì muốn đặt chính sách giá khuyến mại, các bạn chọn đến mục năm nhỏ, chính sách giá khuyến mại. Trong mục chính sách giá khuyến mại này thì sẽ có 3 mục, đó là giá đặc biệt, giá chính sách và khuyến mại. Giá đặc biệt là áp dụng trong khoảng thời gian nào đấy. Bình thường các giá bán mặc định một cái giá nào đó thì đối với cái thời điểm khuyến mại thì sẽ được giảm khoảng bao nhiêu phần trăm, hoặc để mặc định là bán với một cái giá ưu đãi chẳng hạn thì các bạn chọn đến là giá đặc biệt. Còn trong trường hợp muốn thiết lập là mua với số lượng nhiều thì giá lại càng rẻ càng được ưu đãi hơn thì các bạn chọn đến giá chính sách. Ở đây giá riêng giá chính sách thì không có khoảng thời gian, tức là cứ mặc định là mua từ số lượng trong khoảng nào đó thì được giảm giá hoặc là bán với giá là bao nhiêu. Còn cái thứ ba đó là khuyến mại, tức là mua hàng tặng hàng. Đó, ví dụ ở đây thì sẽ có khoảng thời gian từ ngày nào đến ngày nào và có mua trong khoảng thời gian từ số lượng nào đến số lượng nào và được tặng một mặt hàng nào đấy. Đó, thì đó là ba cái chương trình chính sách giá riêng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn phần thứ nhất, đó là giá đặc biệt. Giả sử thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày hôm nay, đó là ngày 15/9/2017 đến ngày, ví dụ mình đặt là 25/9/2017. Trong mục thiết lập này thì các bạn luôn nhìn thấy đó là giá nhập của sản phẩm đấy, giá bán và giá bán lẻ. Giá này là giá trên danh mục hàng hóa. Còn tức là những cái giá mà nhập mặc định ở trên, các bạn khai báo ở trên danh mục hàng hóa này. Các bạn nhìn thấy đây đúng không? Đó, thì giả sử đối với sản phẩm này, trường hợp thứ nhất đó là mình đặt mặc định giá bán bao nhiêu. Bình thường bán với giá là 382.500. Thì bây giờ mình sẽ bán với giá là bao nhiêu. Ở đây có ô giá bán là để các bạn biết là bình thường là giá bán buôn đối với khách buôn là 380, còn đối với khách mua lẻ là 382.500. Thì mình đặt cái giá thứ nhất, ví dụ mình giảm cho cả mô hình là buôn và lẻ. Ví dụ thứ nhất đó là 370.000. Giả sử như thế. Chọn nhóm, ở đây các bạn để ý là có nhóm khách hàng nhé. Ví dụ đối với khách hàng mua buôn. Loại chứng từ thì trong phần mềm có hai chứng từ, đó là xuất bán hay bán lẻ siêu thị. Thì các bạn sử dụng chứng từ nào, muốn áp dụng cho chứng từ nào các bạn chọn. Còn nếu không để mặc định. Ví dụ mình sẽ là áp dụng cho cả hai chứng từ. Đối với khách hàng có nhiều kho, nhiều cửa hàng thì các bạn cần chọn kho. Còn nếu để mặc định tất không chọn gì, tức là coi như là tất cả, áp dụng tất cả các kho. Đó. Ví dụ mình đặt chương trình thứ 2, 15/09/2017, 25/09/2017. Ở đây mình sẽ áp dụng là đối với nhóm khách hàng mua lẻ. Mua lẻ thì các bạn phải căn cứ vào cái giá này nhé. Các bạn nhìn nhé, 382.500. Thì bây giờ bán khoảng 375.000. Ở đây các bạn chọn nhóm mua lẻ. Đó. Vậy như này các bạn sẽ để ý này, đấy các bạn nhìn chọn ở đây để các bạn biết nhóm. Ví dụ ở đây số thứ tự nhóm 1 là buôn,
thì bình thường bán buôn là 380 thì bây giờ đặt là 370. Còn đối với bán lẻ là 382.500 thì bây giờ bán 375.000. Đó, và có khoảng thời gian. Đó, sau đó các bạn lưu lại. Các bạn để ý nhé, nhìn lại chính sách giá này nhé. Bây giờ thực hiện thao tác thử bán hàng. Xuất bán, chọn thêm mới này. Giả sử đây là ông, các bạn muốn biết đây là khách lẻ hay buôn, kích đúp vào đây. Đây là khách lẻ. Bây giờ mình gõ cái sản phẩm vừa rồi, 101. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Bây giờ các bạn muốn kiểm tra xem phần mềm có ra đúng chính sách hay không. Tại dòng này các bạn bấm phím F3. Phím F3 là phím tắt để xem lại thông tin của sản phẩm. Đó, F3 này thì sẽ ra danh mục hàng hóa của sản phẩm đấy. Thì các bạn vào lại mục chính sách giá khuyến mại này. Đó, các bạn nhìn nhé. Đây là khách lẻ đây, đang lấy 375.000. Đó, tại vì đây thuộc nhóm khách hàng mua lẻ. Vậy như vậy là đúng với chính sách mà đã đặt trước. Đó. Ví dụ các sản phẩm khác thì có được không? 1012. Thì các bạn lại nhấn F3 để xem lại thông tin chính sách giá khuyến mại. Là mua lẻ và vẫn 400.000, tại vì ở đây chưa có đặt chính sách gì. Đấy. Vậy là cái sản phẩm kia đã được đặt đúng với chính sách là bán giảm trong khoảng thời gian mà các bạn vừa theo dõi. Bây giờ mình lưu lại hóa đơn này, phải chuẩn nhất này. Giả sử bây giờ bán một khách hàng khác, hoặc các bạn cứ tweet mã hàng, quét mã hàng bình thường. Ở đây vẫn mặc định là khách lẻ 375.000. Nhưng bây giờ mình chọn lại đối tượng khách hàng khác, ví dụ như khách hàng mua buôn là số 2. Thì các bạn đã nhìn thấy là ra giá khác rồi đúng không ạ? Các bạn kích vào đây để xem là khách hàng này là mua buôn rồi. Và các bạn muốn xem lại chính sách giá thì bấm F3. Chọn lại chính sách giá thì các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đây, nhóm mua buôn là 370.000. Như vậy khi mà quét mã hàng xong bình thường, sau đó chọn lại khách hàng thì khi có thao tác chọn lại khách hàng, phần mềm sẽ tự động lấy chính sách đã được thiết lập đối với hàng hóa và đối với khách hàng đấy. Ví dụ đối với sản phẩm này thiết lập trong mua buôn là 370 thì khi chọn lại khách hàng phải ra đúng với cái chương trình đã thiết lập. Ví dụ chọn lại mua lẻ là 1 thì lại quay về giá 375. Đúng chưa ạ? Đó là giá đặc biệt trong một khoảng thời gian. Còn nếu giả sử bây giờ các bạn chọn một khoảng thời gian khác, ví dụ ngày 30 tháng 09 này, thì lại quay về giá trên danh mục 382.500, đúng chưa ạ? Bây giờ mình đặt tiếp một mặt hàng đấy và đặt một chính sách giá khuyến mại nữa, hoặc thử với sản phẩm khác đi, hoặc các bạn sửa trực tiếp luôn. Đây, ví dụ như sản phẩm này bây giờ giảm tiếp cho đối với sản phẩm này chẳng hạn, hoặc mình sẽ tạo một sản phẩm khác. Sản phẩm thứ hai, chọn chính sách giá khuyến mại khá đặc biệt, cũng là 15/09/2017. Giả sử bây giờ nhiều khi là cái giá đặc biệt đấy, nếu trong trường hợp các bạn in tem mã vạch lên sản phẩm thì khách hàng sẽ nhìn thấy là gì, có thể in cái giá đặc biệt này ra đó, ví dụ tức là cái giá mà đã giảm thì trước đó là bán 400 chẳng hạn thì giá giảm là 350.000 chẳng hạn, ví dụ như thế. Còn nếu không in thì có khi sẽ phải giải thích với khách hàng là giá này trên in tem là như thế này nhưng mà giảm giá là như thế này. Còn trong trường hợp nếu các bạn muốn khách hàng nhìn thấy cái thông tin giảm giá bằng số phần trăm và số tiền đã giảm là bao nhiêu thì các bạn nên chọn cái mục đó là giảm giá. Giả sử tôi giảm 5% 0.0 thì các bạn gõ là 0.05. Đó. Và giảm đối với nhóm khách hàng nào thì các bạn nhìn nhá. Đây, ví dụ 400.000 là bán lẻ này, chọn đối với cái nhóm khách hàng nào. Còn nếu không thì các bạn sẽ mặc, nếu không chọn. Đó, sau đó các bạn bấm lưu. Thì lúc này các bạn thử bán hàng. 1012, đây là sản phẩm. Thì các bạn nhìn thấy chưa ạ? Ở đây mình đang áp dụng chính sách giá đối với toàn bộ khách hàng, nên kể cả có các bạn có chọn khách hàng mua buôn thì giá vẫn giữ nguyên, tại vì áp dụng cho tất cả. Và kể cả các bạn có chọn lại kho thì cũng vẫn ra cái giá đó, tại vì ở đây không có lựa chọn kho nào cả hết. Mình không có đặt chính sách giá đối với kho nào hết. Thì ở đây trên hóa đơn bán hàng sẽ thể hiện là có giảm 5%. Đó, thì ra giá tiền, tức là số tiền đã giảm là 20.000.
Và thông tin này thì sẽ được thể hiện lên hóa đơn thì mọi người sẽ khách hàng sẽ nhìn thấy. Ví dụ ở đây mình sẽ in khổ AK80 chẳng hạn đấy. Sau khi xong thì các bạn lưu lại bằng F2. Như đây trên hóa đơn thì sẽ có luôn cả giá chưa giảm, đó là giá trước khi giảm là 400.000, giảm giá 5% là giảm 20.000. Đúng chưa ạ? Còn số tiền này là số tiền đã giảm rồi, 380.000, tức là 400.000 trừ 20 còn 380. Đó, thì trong cái mục giá đặc biệt đấy sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là một là đặt trực tiếp giá giảm trực tiếp là bao nhiêu. Còn muốn thể hiện là phần trăm và số tiền giá giảm thì các bạn nên lựa chọn việc đặt ở ô phần trăm giảm giá, đúng chưa ạ?